嗯，对。Đi đâu vậy? Qua nhà mẹ anh. Ý của anh là sao? Không có ý gì hết. Tự chăm sóc bản thân, đừng có nghĩ quẩn. Xin chào. Cậu đang bận cái gì vậy? Bây giờ mới lên mạng hả? À, trời ơi, cậu đừng nhắc nữa. Mình mới dọn nhà xong mệt muốn xỉu luôn rồi nè. Không thấy hả? Cái gì? Đó đó. À, lát nữa mình nói chuyện sau nha. Mẹ mình về nhà rồi. Đó đó, con ăn gì chưa? À, dạ con có ăn một chút. Hôm nay mẹ về nhà trễ để mẹ nấu cơm cho con. Nấu xong rồi kêu con. Hôm nay kiểm tra nghe viết hả? Dạ. Được rồi, lát nữa mẹ đọc cho con viết nha. Làm bài đi. Dạ. À nè, mới nãy cậu nói cậu dọn nhà, tại sao lại phải dọn nhà chứ? Sao có nhà lại không ở? Ơi, có một mình ở thôi, căn nhà bự quá, làm cái gì mình cũng sợ gần chết luôn. Thiệt tình, mình cho người ta thuê nhà rồi, mình đã đi tìm một nhà nhỏ hơn để ở. Nhưng mà lần này cậu làm có chút hơi quá đó Tiểu Vũ. Ơi, không phải là đàn ông thì phải kiên cường sao? Mình đã nói không xài một đồng của ba mình sẽ không xài. Sau khi có người thuê căn nhà đó rồi, mình phải đi tìm việc làm ở một quán cà phê. Vậy thì giải quyết xong chuyện tiền sinh hoạt rồi. Cậu đã tới tuổi đi làm chưa đó? Đó chỉ là quy định thôi, là chuyện nhỏ thôi mà. Cậu đừng quên mình là con trai của ba mình, cha nào thì con nấy. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa. Lát nữa mẹ mình chắc chắn là vào đây. Vậy mình tắt máy nha, lần sau mình nói chuyện tiếp. Tạm biệt. Nè. Anh nhìn bộ đồ này đi, cảm thấy tôi mặc thế nào? Có phải trẻ trung hơn không? Anh hai, có phải hẹn hò đâu chứ, chỉ gọi điện thoại với con thôi, ăn mặc đẹp chi vậy? Phải tôn trọng con của tôi chứ. Nè, có được không? Được được được, rất đẹp trai. Đẹp hả? À nè, tôi hỏi câu này hơi ngu. Nhà của anh có điều kiện điện thoại anh xài 4G ở đâu mà không gọi được chứ? Trong nhà anh còn cài mấy cái thứ này làm gì chứ? Phải tiết kiệm mới được chứ. Nè, tôi nói anh nghe, tiền là tích góp mới có, không phải trên trời rơi xuống. Nguyên tắc làm ăn của tôi chính là chỉ nên tiết kiệm, không nên phung phí. Được. Có được chưa vậy? Sắp rồi. Nghĩ lại con người tôi cũng kỳ lắm. Hả? Lúc chưa đi thì không có nhớ nó. Lúc trước thì bận phải lo làm ăn. Có đôi lúc
hai ba tháng trời không gặp được nó, nhưng lại không thấy nhớ tới nó như vậy. Bây giờ nó mới đi có vài ngày, tôi đã nhớ tới phát hùng luôn rồi. Ê, có phải là người lớn tuổi rồi thì dễ có cảm giác lo lắng không vậy? Hả? Ơi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Con cái cũng lớn rồi, tự nhiên cũng rời xa chúng ta, đó là chuyện bình thường. Đừng có tỏ ra thông thái, tới lúc đó anh cũng giống tôi thôi. Ê, được chưa vậy? À, được rồi, để tôi chỉ anh cách xa nha. Làm vậy nè, đây, đăng nhập. Ê, nhìn tôi đẹp trai quá trời ha. Hả? Lượng Trung. Sau này mỗi khi anh muốn gọi điện thoại cho con của anh á, thì nhớ nhập mật mã vào trong này nha. Mật mã tôi đã lưu giùm anh là phiên âm của từ tên nhà giàu. Trời, tên nhà giàu gì thì nó đúng còn gì. Lượng Trung kêu ba, ba ba là được rồi có phải không? Ba phải không? Cho nó nhìn thấy ba phải không? Nó thấy hả? Vậy kêu thông đạo bí mật với Tiểu Vũ nha. Tên thông đạo bí mật nha, phiên âm đó. Thông đúng. Đạo bí mật rồi, xong rồi. Tôi chỉ cần ấn chỗ này là được rồi phải không? Phải. Được. Mỗi lần bấm chỗ này là được rồi. Đó đó. Mẹ ơi, mẹ làm cho con đi. Con thấy mặt ba con khó chịu quá trời luôn á. Không được, không được, con không được làm. Nè, mấy cái thứ này đâu ra vậy? Mất rồi. Dân Khiết, em tự mình xài hết đi, lấy anh làm thí nghiệm làm gì? Nhưng mà không phải anh nói anh trật cổ sao, có phải không? Anh xài thử cho em coi mấy thứ này có phải là đồ thật không? Nếu mà là đồ giả thật thì sao? Thì còn sao nữa, nếu giả thì đem đổi lại thì có giống vậy mà. Anh sao đây? Ôi trời ơi, anh có chết đâu chứ. Trời ơi, anh biết là có vấn đề mà thấy chưa. Để con mở cho. Đừng có nhúng nhích nữa, đừng nhúng nhích mà. Để anh dựa vào ghế. Xin chào. Dạ, xin chào. Có phải nhà 902 không? Dạ phải. Tôi cũng quý khách đi. Dạ cảm ơn anh. Được hay sao? Đó đó, con thật sự muốn ăn món này sao? Con sắp phải đi phỏng vấn rồi, đừng có ăn bậy bạ nha. Đúng vậy. Không phải là con muốn ăn, là Tiểu Vũ muốn ăn. Cậu ấy nói mấy ngày nay ở bên châu Úc ngày nào cũng nhớ mùi vị của món tôm này. Thật sự chịu không nổi nữa nên nhất định phải quay cảnh con đang ăn tôm cho cậu ấy coi đó. Ê, Tiểu Vũ sang Úc ăn tôm hùm luôn rồi còn thèm tôm nhỏ của con nữa hả? Ê, ba không hiểu đâu, ba không hiểu đâu. Đối với ông Dư Quang Trung mà nói quê hương giống như một tấm bưu thiếp. Nhưng mà với đồng chí Tiểu Vũ của chúng ta, quê hương chính là một hộp tôm mà thôi. Con về phòng đây. Đi đi. Bài đặt nói Dư Quang Trung hả? Nhìn thấy rõ chưa hả? Mình ăn nha. Vừa cay vừa thơm. Nhìn thấy tô mì này chưa? Không phải dễ dàng mua được đâu nha. Bên này người ta toàn ăn hamburger. Mình nghĩ tới hamburger là muốn ói rồi. Nhưng mà Tiểu Vũ, cậu tới nhà hàng món Trung thì sẽ ăn được mì sợi rồi mà. Đâu có thời gian ăn đâu. Bây giờ mình còn đi làm nữa, tới nỗi không có thời gian ngủ luôn á. Nè, cho mình xem nhà mới của cậu đi. Nè. Nè. Thấy sao hả? Có đẹp không? Nè, giường của mình. Còn có một chiếc xe đạp nhỏ, mình dùng nó để đi làm. Đây. Ê, đây là mấy tấm hình của tụi mình đó. Nè. Nè, tại sao, sao mà nhà cậu nhỏ quá vậy? Chẳng qua để ngủ mà thôi, cần rộng rãi làm cái gì chứ. Cậu nhìn đi, nãy giờ lo nhìn nhà của cậu làm hại mình lột tôm nát bét luôn rồi nè. À không phải, để mình nói cậu nghe. Cậu nói chú Lượng Trung đưa cậu đi nước ngoài để làm gì vậy? Chú ấy muốn để đứa con như cậu cố gắng học tập, đi học đầy đủ. Bây giờ thì ngược lại, cậu qua đó cứ lo đi làm kiếm tiền mà thôi. Rốt cuộc là cậu muốn cái gì hả? Tại sao lại phải tự hành hạ bản thân vậy? Có nhà lại không ở. Thật ra thì cũng không phải vì tiền hết đâu, chủ yếu là mình ở bên đây không có gì làm hết. Cậu đang giỡn với mình đó hả? Bên đó chắc chắn có nhiều bạn bè bằng tuổi với cậu lắm. Mình không giống mấy đứa ở bên đây, mỗi ngày tụi nó chỉ biết mấy chuyện như hút cần sa, cua gái. Mình không bao giờ chơi với tụi nó, không nói chuyện luôn. Được rồi, được rồi, một con nữa nè. Mình ăn nha. Cay quá. Mình nói cậu nghe, con này vô cùng cay luôn. Thôi không nói nữa. Mới nãy nó tới đâu rồi ta? Phải, vậy thì chú Lượng Trung muốn gọi điện thoại cho cậu, tại sao cậu lại không chịu bắt máy? Cậu nghĩ xem, cậu gọi điện thoại với chú ấy có khi còn được gặp Bibi nữa, cậu sẽ không thấy cô đơn nữa. Mình không muốn ba mình thấy. Vậy cậu không thấy cô đơn hả? Thật ra nhiều lúc bận nhiều công việc thì cũng không thấy. Bây giờ mục tiêu của mình chính là đợi Bibi nhà mình tròn một tuổi thì tặng cho nó một món quà sinh nhật, dùng tiền mình kiếm để mà mua. Chỉ mới nghe mấy chuyện cậu kể thôi mà mình cũng không muốn đi du học. Đừng nha, chắc chắn ba mẹ của cậu biết lựa trường học tốt hơn gấp trăm ngàn lần ông già nhà mình cho mà coi.
Cậu đợi đi, lúc đó mình bay sang Mỹ thăm cậu ha. Nè, vậy nếu như mình đi nước Mỹ thiệt rồi, vậy mỗi ngày ai ăn tôm rồi quay cho cậu coi chứ. Cầm cầm. Ê, bì bì. Bì bì ngoan quá. Bì bì, bì bì, bì bì, bì bì, bì bì, bên kia. Lại đây, lại đây. Xin chào, xin chào. Sao cậu giống như vậy? Còn bây giờ thì là hạnh phúc, nếu tụi mình còn nhỏ hả? Đâu có được vậy. Anh lại nhớ Tiểu Vũ hả? Bên đây nè. Ê, giỏi lắm. Anh lại nhớ Tiểu Vũ nữa sao? Được rồi. Bì bì, bì bì ngoan nha. Ngoan lắm, ngoan lắm. Để mẹ coi. Bây giờ anh đi nghe điện thoại một chút nha ha. Anh quay lại liền. Được rồi, anh đi đi. Giỏi quá. Nó nhìn kìa. Nhìn bên này nè con, bên này nè. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ba nè, ba nè. À, có chuyện gì hả ba? Ấy, mặt của con bị cái gì vậy? Sao mà dơ quá trời? Con đang ở đâu vậy? À, con đang ở trong phòng mà phòng thí nghiệm hóa học. Con đang làm thí nghiệm nên dơ một chút. Nè, có chuyện gì vậy? Ba nói đi. Con nói dối có phải gì không? Có phải qua đó ham chơi quá rồi trốn học hay không hả? Chơi quên học luôn hả? Ham chơi con khỉ đó. Mỗi ngày con đều mệt gần chết luôn. Con còn phải học tiếng Anh, còn phải học chính khóa. Con mệt sắp chết rồi nè. Được rồi, được rồi. Ba chưa du học nên ba không biết đâu. Sao ba thấy con hình như ốm hơn thì phải? Không thể nào, mắt ba bị hoa đó. Con nói ba nghe, mỗi ngày con ở trong đây ăn uống no nê, ăn toàn món ngon, con sung sướng gần chết luôn. Cậu đã làm gì vậy? Đi làm việc nhanh lên. Dạ được, dạ được. Tôi đi liền. Xin lỗi. Là ai vậy? Hả? Thầy của con đang trong giờ học, không được nghe điện thoại. Sao ông ta dữ quá vậy? Có phải thầy giáo không đó? Người ta phải có trách nhiệm với học sinh chứ. Mấy ông thầy người nước ngoài ai cũng vậy hết mà. Được rồi, con cúp máy trước nha. Tạm biệt. Alo, Tiểu Vũ. Cái thằng nhóc này thiệt tình. Chắc trong lòng mọi người ai cũng biết, gần đây lượng tiêu thụ của Hoa Đông và khu Hoa Nam chúng ta chưa đạt đến tiêu chuẩn lý tưởng. Tổng bộ công ty đang rất lo lắng. Kerry cũng như lượng hối thúc chúng tôi tìm ra phương pháp cải thiện. Cho nên lần này, tôi với cấp dưới của tôi, chúng tôi mới soạn ra một phương án kế hoạch mới cho cả hai khu, cũng gửi tới hộp thư điện tử của mỗi người rồi. Tôi tin chắc mọi người cũng nhận được rồi phải không? À đúng rồi, tôi cũng muốn nhắc nhở một chuyện nữa. Hình như hệ thống hộp thư nội bộ của công ty chúng ta có xảy ra một chút vấn đề gì đó. Đã có nhiều người nói với tôi, sau khi gửi một số thư điện tử bình thường cho nhau thì sẽ trực tiếp bị chuyển vào thùng rác. Cho nên, chưa nhận được thì mọi người phải tự mình kiểm tra một chút. Hộp thư rác ở trong email của mình để tránh bỏ sót một số email quan trọng, được chứ? Đừng ảnh hưởng tới công việc của mình. Yeah! Yeah! Chuyện gì vậy Văn Khiết? Sao vậy? Thật ra tôi nhìn thấy trong hộp thư rác của tôi có quá nhiều rác đi. À không phải, tôi đang nói hộp thư rác có rất nhiều thư điện tử, không phải rác mà còn quan trọng hơn nữa. Mọi người mau kiểm tra thử đi. Được, chúng ta tiếp tục. Có ai xem qua phương án tiêu thụ mới nhất của đội chúng ta chưa vậy? Sau khi coi, nếu như có phương án tốt hơn hoặc đề nghị thì chúng ta có thể thảo luận với nhau. Văn Khiết. Phương Duyên à, anh có đọc được tin nhắn chưa vậy? Tại nó bị nhảy vào hộp thư rác, chút xíu nữa là hết hạn nộp hồ sơ rồi đó. Cũng hên là hôm nay Đới Lam nhắc em, vậy mới nói, làm chúng ta phải ngồi đợi suốt mấy ngày trời luôn. Lát nữa em gửi lại cho anh nha. Em cúp máy đây. Chúng ta có cuộc họp, cô lo ra hết chuyện này tới chuyện kia, cô đang làm cái gì vậy? Xin lỗi, chuyện này thật là... Đi hết rồi. Đới Lam à, tôi nói cho cô nghe, tôi phải cảm ơn cô một tiếng. Không phải cô nhắc tôi đi kiểm tra hộp thư rác thì tôi không biết thông báo phỏng vấn của đâu đó nằm ở trong đó, xém chút xíu là hết hạn rồi. Thật sao? Cảm ơn nha.
Nhưng mà cô phải nhớ, cho dù là chuyện tốt thì cũng đừng nên la lối trong lúc đang phải họp rồi, phải chứ. Rồi, tôi biết lỗi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Mời tôi ăn một bữa. Nhất định, nhất định. Lát nữa gặp. Cảm ơn nha. Thẳng lưng, con nhìn con đi. Thẳng lưng, đúng rồi. Con đi một lần cho mẹ coi thử coi. Mẹ, phải đi cho thẳng đó. Trời ơi, sao con đi cứng quá vậy? Thả lỏng người ra chứ. À, đỡ rồi đó, đỡ rồi. Con phải tươi cười lên. Con cứ tưởng tượng thầy cô đang ngồi bên kia, đang nhìn con phải cười lên chứ. Mỉm cười đi. Phải rồi, phải tự tin lên. Ôi, nhìn con giống zombie quá đó 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 à. Để mẹ đi một lần cho con coi. Tôi là Phương Đó Đó. Ê, nhìn đi, vậy không phải được sao? Ê, trời ơi, con đừng có mỗi lần đi như cương thi vậy được không? Coi nè, như vậy nè, như vậy nè. Con phải thả lỏng người ra chứ. Bước đầu tiên này nè, con vừa mở cửa bước vào là phải thả lỏng người ra, làm lại đi. Tôi là Phương Đó Đó. Ừ, được rồi, ổn rồi đó. Vậy mình thay đồ thử đi, đi đi, lấy quần áo ra mặc thử đi. Bộ này đẹp nè. Bộ này cũng được. Để mẹ coi thử. Cái đầu cài tóc này. Cái này cũng được. Cái này được đó. Được rồi, mẹ nhớ bộ đồ này rồi. Đây là bộ thứ nhất, bộ thứ hai. Con đi thay bộ nữa đi. Được rồi, bộ này đẹp nè. Ý, bộ này mặc lên đặc biệt giống như đồ của học sinh đi du học đó nha. Để coi tay áo đã. Hồi nãy con cũng tính xăng tay áo. Đúng rồi, phải xăng tay áo của mình lên. Dạ. Buộc cái này nha. Đẹp rồi đó, đẹp rồi. Vuốt ra sau một chút, được rồi. Phỏng vấn ở bên này. Những câu đó thôi, tự tin trả lời. Nhưng cũng đừng quá lo lắng nghe chưa. Cũng không được lơ là. Con nhìn thẳng vào mắt thầy cô, mặt hướng về thầy cô, mỉm cười tự tin. Mẹ nói không lơ là tại sao? Bởi vì nếu như con lơ là quá mức thì con sẽ dễ để thầy cô biết con đang hồi hộp, hay là cảm thấy con không tập trung gì hết. Em đừng có nói câu này nữa, em ngồi trên xe nói cho tới bây giờ luôn đó. Bây giờ em bắt đầu làm anh thấy hồi hộp rồi. Ban đầu anh đâu có hồi hộp đâu. Không phải đâu mẹ, chủ yếu là chuyện mẹ nói con không hiểu thôi à. À đúng đúng đúng, hay là em làm thử anh coi mặt nở nụ cười đi. Bây giờ con cần phải tự tin. Tự tin. Tự tin trời ơi, không phải mẹ nói cho con nghe nè. Làm cái gì mà làm. Được rồi, con đừng có hồi hộp nha. Dạ. Đừng lo lắng, nhất định không được hồi hộp đó, nhớ chưa? Hả? Bình thường không là học, bây giờ đi mới khóc hả? Khóc có được cái gì không? Để con tự ôn thì không ôn ra cái gì. Chỉ nó ôn tập xong hết rồi, giờ chỉ biết ngồi khóc thôi. Nè, cái bạn đó không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi. Đó đó, con đừng để ý. Con đã chuẩn bị kỹ rồi, em đừng hồi hộp vậy. Em làm cha con anh cũng căng thẳng. Thôi được rồi, ngồi nghỉ đi, 40 phút mà. Muốn đi vệ sinh không? Không, để con coi thêm một lần nữa. Con coi lại lần nữa đi. Anh nắm tay của em đi. Hả? Tay của em cũng lạnh hết rồi. Em muốn đi chỗ khác ngồi đợi không? Đừng ngồi đợi ở đây. Anh đừng có nói chuyện nữa. Đủ rồi. Trên đường đi cũng nói hoài. Được. Nè, chúng ta phải qua bên kia xếp ba hàng. Ba mẹ ơi, im lặng đi cho con ôm bài một chút xíu nha. Được rồi, con ôm đi. Được rồi. Bình tĩnh. Được rồi, bình tĩnh đi. Ba, mẹ, con đậu rồi. Giỏi quá. Chúng ta đi ăn mừng thôi. Không phải mình báo danh là trường nữ sao? Thằng nhóc đó ở đâu ra vậy? Không phải, người ta còn nhiều trường khác mà. Tuyển sinh ở đây có lẽ... Ban đầu chọn trường nữ là vì muốn Đó Đó không cần yêu đương sớm, nhưng mà nếu là trường chung thì sao? Không sao đâu con. Thì ra chuyện này là âm mưu của ba mẹ có phải không? Không phải con thích học trường nữ hơn hay sao? Đúng rồi, ba mẹ không sợ con quen bạn trai, không thì sao đó... đâu. Phải, ba mẹ ủng hộ con quen bạn trai phải không? Chắc sắp tới lượt mình rồi á. Phương Đó Đó. Đây. Rồi, qua bên kia chắc cũng hơi lâu đó. Mình đi vệ sinh trước. Em không đi, em nhịn được mà. Được, anh cũng nhịn luôn.
Ê, sao em rung đùi làm gì? Thì em đang nhịn nè. Ôi trời ơi em ơi, trời, bỏ ra 5 phút đi vệ sinh trước không được hay sao? Bên này, bên này. Dạ cảm ơn ba. Ê, mẹ, ba đây. Sao rồi? Ra ngoài nói, sao rồi con? Đứng ở đây. Đậu không? Có đậu không con? Có đậu không? Mẹ. Thầy cô hỏi con mấy câu nào? Có phải mấy câu mẹ đã chuẩn bị không? Còn mấy câu con chưa chuẩn bị con trả lời sao? Có mấy câu hỏi mà mẹ chưa hỏi hay không? Có câu hỏi nào mà con chưa chuẩn bị hay không? Mấy câu hỏi mà con đã chuẩn bị họ cũng hỏi hết rồi. Giống như mẹ nói đó. Nhưng mà họ có hỏi con là trường của họ là trường duy nhất của con sao? Hả? Thì con trả lời là không phải. Sao con lại trả lời không phải chứ? Phương đó đó. Sao con lại trả lời không phải hả? Nè Văn Khiết, đừng lo lắng, đừng lo lắng mà. Hả? Nhưng con phải trả lời làm sao đây chứ? Con không... Không phải vậy, mẹ đã nói với con ngay từ đầu rồi. Con thử nghĩ đi, con nói con chỉ chọn trường họ thì người ta cũng chưa chắc sẽ nhận con đâu. Con còn nói có nhiều lựa chọn, con còn muốn vào nhiều trường khác thì người ta nhất định không nhận con đâu. Vậy con phải nói dối để vừa lòng họ đó hay sao? Đó không phải là nói dối, anh nhìn đi. Em dặn dò cả ngàn lần rồi, cái gì cũng dặn kỹ càng hết. Chỉ một cái sơ suất không dặn thôi thì con lại trả lời trực tiếp hết. Để cho anh đừng có lo lắng, để cho anh cho. Hả? Để ôi cho trời anh, đừng lo lắng mà, đó đó ha, đó đó. Đi, qua bên này nghe, đó đó ngoan. Nè, đi, bình tĩnh đi. Bà nói con nghe nghe. Chuyện làm gì? Có nhiều lúc con muốn đạt tới một mục tiêu nào đó hoặc muốn làm chuyện gì đó thì cần phải đi một đường vòng vèo xa xôi để tránh được một số tiểu tiết, hiểu không? Nhiều người cũng chọn trường này, nó chỉ chọn duy nhất trường này cũng chưa chắc được nhận vào đâu. Người ta sẽ không quan tâm con, đúng không? Đúng không? Đó đó à, mẹ con chỉ là có chút lo lắng thôi. Em lo cái gì à, hả? Mẹ của con không lo lắng, nhưng chính xác thì mẹ con nói đúng đó, con có biết không vậy? Cũng may ba mẹ không phải là giám khảo. Nếu mà tất cả giám khảo cũng giống như ba mẹ, vậy thì người chính trực thực thà giống như con sẽ không còn đường nào mà sống nổi. Chắc con cũng không thể tham gia cuộc thi trên mạng nữa. Con có biết không? Cái gì? Cái gì mà thi trên mạng nữa chứ? Giám khảo cho con thời gian 2 ngày để con tham gia cuộc thi trên mạng á. Nếu vậy con phải đậu rồi hay sao? Vậy là đậu rồi phải không? Vậy là đậu rồi. Mới cho con thi trên mạng đó. Đó đó. Là đậu rồi phải không? Là đậu rồi có phải không con? Con đang trêu đùa ba mẹ có phải không? Con bé đáng ghét này. Không con... phải em còn chưa cho con mình trả lời cho nên em nói cho em nghe đó đó của nè, em. Nè, con à, con đừng quan tâm mẹ của con nghe. Đừng quan tâm mẹ của con là lúc nãy. Em chỉ nói là đó thành thật là di truyền từ em đó. Đó đó rất ngoan. Mẹ thưởng cho con nha. Mẹ khen con thành thật đó. Đó đó của mẹ ngoan quá. Nè đó đó. Qua bên ba nè. Anh mau tránh ra đi. Thiệt ghét. Đó đó. Qua bên này ba ôm cái coi. Giỏi quá. Nè, ý đậu rồi. Giỏi thiệt nha. Đó đó của mẹ. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Chuyện gì vậy? Ra ngoài đi. Ra ngoài. Đi chỗ khác ăn mừng đi. Xin lỗi. Anh đừng có hung dữ như vậy mà. Chúng tôi vui quá cho nên quên thôi. Đó đó. Đó đó. Dậy đi con. Đó đó, đó đó. Dậy đi con, mau lên. Đó đó. Đó đó à, ngoan. Nè, cho nó ngủ thêm 10 phút đi. Được rồi, anh đừng có nói nè, nữa. Để con ngủ thêm xíu nữa. Hả? Đi, còn lát chưa nữa con đi phỏng vấn đó mà. Bên phía của người ta cũng chuẩn bị rồi, con mau dậy đi. Mau dậy đi con. Đó đó. Ngoan ngoan. Đó đó, dậy đi con. Đừng có giỡn nữa mà. Mau dậy đi con. Ngoan. Đó đó ngoan lắm, dậy đi con. Để anh làm bữa sáng. Mau dậy đi. Nè, không được ngủ nướng nữa. Nè, đó đó, dậy đi con. 1, 2 dậy. Nè, 1, 2 ngồi dậy đi. Mẹ lấy đồ cho con thay nha. Một lát nữa tới đó ngồi yên là được rồi. Đừng hồi hộp quá. Hỏi con. Họ hỏi con câu hỏi gì con nghe cho rõ rồi mới trả lời. Nếu như không nghe rõ hay là không biết trả lời bằng cách nào thì con nói với giám khảo là mẹ của con ở bên ngoài. Con có thể hỏi lại mẹ con. Họ nói là được hỏi thì con qua đây hỏi mẹ. Thầy nói không được hỏi thì con đừng hỏi. Trả lời đúng theo ý của con. Có nghe rõ chưa? Không sao đâu. Con sẽ đậu mà. Chỉ là chuyện nhỏ đó với con thôi. Nhất định con sẽ đậu. Em sẽ làm gì? Lúc rảnh, bình thường em có sở thích gì hay không? Em dùng bao nhiêu thời gian cho nó? Phần lớn thời gian rảnh của em thì em đều dùng để đọc và viết tiểu thuyết. Và sở thích của em cũng chính là viết tiểu thuyết. Nghe có vẻ rất thú vị. Tôi rất muốn xem thử. Cuốn tiểu thuyết đó chắc là rất thú vị. Nè, em đang làm gì vậy?
nói nhỏ tiếng thôi. Nhưng mà em bò trên mặt đất làm gì? Em nhìn đó, chỉ có cái khe này mới nhìn được thôi. Em nghe thôi cũng đủ rồi mà sao phải bò xuống nhìn qua khe chứ? Em không yên tâm, anh nói nhỏ tiếng thôi. Được rồi, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đứng dậy. Nè, bây giờ em nhìn qua cái khe thì giúp được gì cho nó đâu chứ? Nó suy nghĩ trả lời em đứng nhìn nó giúp được cái gì hả? Em ngồi yên chờ đợi có được không vậy? Em đó, còn nữa nghe, mới sáng sớm em thay đồ làm gì? Anh thấy em thay đồ ngủ đi, lát nữa ngủ bù còn có lý hơn. Cái gì, ai mà thèm ngủ chung với anh? Mấy ngày nay anh to gan lắm rồi nha. Anh làm gì to gan? Vậy em thay đồ mất công, lát nữa họ đòi gặp phụ huynh thì sao? Anh chưa nghe ai nói phỏng vấn ở trên mạng như vậy mà còn đòi gặp phụ huynh nữa, bộ muốn gặp lắm hay sao chứ? Em chỉ nói là có khi được, thôi. Được, em ngồi yên giùm cái đi. Cũng khá lâu rồi đó. Trời ơi, đợi chút đi. Gia đình của em thì ba em làm một bác sĩ và mẹ của em nghĩ mẹ em là một nữ siêu nhân. À phải, mẹ giống như là một ngôi sao vậy. Ngoài những chuyện này ra thì gia đình em còn chuyện gì vui không? Dạ, gia đình của em rất yêu thương nhau và gia đình của em luôn luôn tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Thì bao lâu vậy, nửa tiếng thôi phải không? Hả? Còn chưa tới nửa tiếng. Hình như sắp hết thời gian rồi kìa. Em rất giỏi, nhưng em còn sở thích gì khác không? Như chơi vài loại nhạc cụ, âm nhạc thì sao? Âm nhạc? Phải rồi, em cảm thấy nó rất là thú vị. Sau khi tan học thì em thường đi chơi chung với một người bạn và... em quên nói với thầy một chuyện này. Em khá là thích âm nhạc dân gian. Bởi vì thần tượng của em, phải, cô ấy tự viết nhạc. Em cảm thấy cô ấy viết rất hay và rất tuyệt vời. Chả là rất hay, em giỏi lắm. Em rất thông minh và còn rất nhiều sở thích nữa. Thì sao rồi? Hả? Sao rồi? Sao hả con? Giỏi lắm. Tốt, đâu đó. Nè, con gái, mau lên. Đi ngủ giấc đi ha, đi vào phòng ngủ. Em nhìn đi kìa, em còn dự định. Đó, ha, nè, đâu đó à, ba hỏi con chuyện nha. Người ta có muốn gặp phụ huynh con không? Không có. Nghe chưa, đi vào phòng ngủ mau lên đi. Được rồi, đi phòng ngủ đi con. Mới có 1-2 giờ thôi mà, ngủ đi. Phương Duyên à. Hết hồn hết vía trơn à. Chuyện gì vậy, chuyện gì hả? Thông báo tuyển sinh của trường tổng hợp nam nữ. Có rồi. Là thật sao? Chính thức nhập học. Chính thức nhập học. Cái kia đâu, cái trường nữ đâu? Trường nữ cũng có rồi. Trường nữ cũng có rồi à? Nhưng mà trường có thông báo. Thông báo là như vậy nè. Cảm thấy em rất thích hợp, nhưng mà còn phải đợi. Ý khoan, anh coi nè. Đã hài lòng như vậy rồi còn phải đợi có ý gì chứ? Chờ đợi thì kêu mình chờ đợi thôi mà. Đợi cái gì mà đợi chứ? Họ đã nói là dự ý rồi. Không phải, không phải. Ơi nè. Đúng rồi. Vậy đợi là đợi cái gì? Nước ngoài lan dậy, cách thức làm gì phức tạp quá trời, em biết mà. Con về rồi nè. Đó. Qua đây con. Thư thông báo tuyển sinh chính thức của trường nam nữ đây nè con. Có được rồi thì tốt quá đi. Còn trường nữ đâu rồi mẹ? Trường nữ thì thông báo như vậy nè. Cái này đợi chút. Trường nữ đây nè. Rất hài lòng với biểu hiện của em, nhưng còn phải đợi một chút. Vậy đó. Phải. Vậy là có ý gì? Ý của câu này là thực ra thì họ cũng rất hài lòng, nhưng mà vẫn phải đợi thông báo tiếp theo. Không hiểu. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là người nước ngoài làm việc hơi phức tạp. Có lẽ họ chưa thể quyết định được mọi thứ, cho nên họ phải làm theo từng bước từng bước. Vậy là không nhận con rồi. Không phải không nhận con, người ta rất hài lòng với con mà. Nhưng mà chẳng qua bây giờ người ta phải thận trọng, chẳng qua là muốn đợi chút thôi mà. Phương Duyên à, ý nghĩa của câu này là sao? Họ nói nếu em quyết định lựa chọn trường học này, tức là mình chọn trường tổng hợp nam nữ thì trong 3 ngày tới phải đóng $5,000 để đặt cọc trước. Bên đây nó ghi như vậy mà. Sao mà nghe giống bán nhà địa ốc vậy, còn phải đặt cọc trước nữa. Nếu như con lựa chọn xong, có được đòi lại không? Không được, nếu nó muốn đi thì sẽ cộng vào tiền học phí luôn. Nhưng nếu con không muốn đi thì sẽ mất luôn đó. $5,000 hả? Ba mươi mấy ngàn. Nhưng mà con vẫn muốn học trường nữ, con nghĩ là họ sẽ nhận con vào học đó. Là $5,000. Hay là vậy, hay vậy đi, như vậy ha. Không sao đâu. Trong đây ghi rõ trong 3 ngày tới. Anh thấy mình làm gì đi ha. Mình ngồi đợi qua 2.5 ngày. Đợi thông báo bên phía trường nữ. Nhưng mà nếu qua 2.5 ngày chưa nhận được thông báo thì mình đi nộp. Nộp xong thì mình tiếp tục đợi thông báo của trường nữ, có được không? Đợi tới khi nếu họ nhận con vào thì mình bỏ 30 mấy ngàn. Hả? Nếu mà đợi không thấy thì ít ra còn một trường để học.
có được không? Được rồi, con đừng lo chuyện tiền bạc mà, đúng không? Đó là chuyện tốt mà, đúng không? Phải rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đúng, con đã giỏi hơn nhiều người lắm rồi. Hả? Cả hai trường học cũng đều rất thích con đó, con thấy chưa? Đó. Có thông báo chưa hả? Vẫn chưa có thông báo. Cầm à, bây giờ mình phải làm sao đây? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cậu nhất định phải đợi trường nữ hả? Trường tổng hợp nam nữ cũng tốt mà. Chẳng qua thì mình cảm thấy thích học trường nữ nhiều hơn. Trong sân trường đó còn có một cây to, cậu có biết không? Nhìn đẹp lắm luôn á. Chắc cậu không phải vì cái cây đó mà chọn trường chứ? Cũng không hẳn. Mình chỉ cảm thấy mình... cậu nhìn xem, thời gian trước phải hy sinh bao nhiêu thứ. Mình còn phải phỏng vấn trực tiếp, phải thi trực tuyến, còn phải nhiều bài thi bên ngoài nữa. Mỗi ngày mình cứ học, chỉ muốn học thêm nhiều thứ mới mẻ hơn. Sau đó tự nhiên thông báo mình không được nhận, mình cảm thấy ấm ức ở trong lòng lắm luôn. Thực ra thì cậu đã may mắn lắm rồi. Cậu coi, hai trường cậu đăng ký thi đều là do cậu tự chọn hết. Cậu nhìn Tiểu Vũ đi, cái gì cũng không biết, chớp mắt một cái là qua bên đó rồi. Mình không có can đảm như Tiểu Vũ, cho nên bước đầu tiên mình nhất định phải đi đúng. Đợi thêm xíu đi. Nhìn nè. Mau lên. Cảm ơn. Được rồi. Đi. Phương Duyên à, cảm ơn quản lý Uông giùm tôi nha. Đương nhiên cũng phải cảm ơn anh nữa. Nhưng mà không có anh, con mắt tôi chắc mù luôn rồi. Hey, lần trước phẫu thuật xong tôi có nhắc nhở anh rồi. Thứ nhất, bớt nóng. Thứ hai, uống thuốc đúng giờ. Anh đều không làm hai chuyện này. Tôi không có giỡn với anh đâu. Phẫu thuật của anh không phải nhỏ đâu. Tới lúc mù thiệt thì hối hận. Mù thì mù. Bây giờ tôi đang muốn mù luôn. Mắt không nhìn thấy, tâm không phiền phức. Ê nè, hai cha con anh lại gây nhau chuyện gì hay sao? Sao Tiểu Vũ tự nhiên bây giờ đây vậy? Tôi không biết tôi có làm hại ai không nữa. Chắc kiếp trước tôi thiếu thằng ranh con này lắm, nên kiếp này nó cứ liên tục gây họa chuốc rắc rối cho tôi. Nó có tài cán gì nữa chứ? Ê, anh đừng nổi nóng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái thằng ranh con đó mới vừa đặt chân tới Úc Châu, sau đó lấy căn nhà tôi mướn cho nó, đem cho người khác mướn, không chịu đi học đàng hoàng. Nó ra ngoài xin đi làm việc chui đó. Anh nghĩ thử coi có nổi nóng nè, hay không chứ? Đừng có tức giận nữa, bớt nóng đi. Không phải anh đóng học phí cho nó rồi sao? Nó còn đi làm thêm làm gì chứ? Chứ còn cái gì nữa, tôi sắp xếp cho nó hết trơn rồi mà. Người cha như tôi còn phải làm cái gì nữa đây hả? Nó đâu có biết bên nước người ta có quy định rõ ràng, dưới 15 tuổi không được đi làm thêm, đó là phạm pháp luật rồi. Ở nước nào thì cũng là phạm pháp thôi. Cho nên nó chưa làm được mấy ngày đã bị người ta bắt đi rồi đó. Hả? Bị bắt luôn hả? Nhớ mấy ngày trước anh không gặp tôi. Anh biết tôi đi đâu không? Tôi đặt vé máy bay, tôi qua bên đó để bắt nó trở về đây nè. Trường học người ta mới nghe tin này thôi, không nói gì hết, đuổi nó ra khỏi trường, dọn đồ đạc đi về nước liền. Tôi nói anh nghe nha, thằng nhóc này vốn dĩ đã chán nản và học hành quá rồi. Mắt tôi bị mù thiệt rồi Phương Duyên à. Bây giờ tôi muốn chọc mù mắt tôi luôn đây nè. Đừng kích động quá, anh còn kích động nữa thì ước mơ của anh thành hiện thực luôn. Bây giờ đó, đừng kích động nữa, nghe được chưa? Đừng kích động nữa, anh bị mù luôn bây giờ. Ủa, trời ơi Lượng Trung à, anh nói phải đó. Hồi kiếp trước tôi làm chuyện gì có lỗi chứ hả ông trời? Tôi làm chuyện gì có lỗi? Được rồi. Ê, ai mới vào kìa? Nhìn cậu học sinh này có vẻ quen lắm nha. Cha, vô học sinh, sao lại về đây? Kể cho chúng tôi nghe nước ngoài ra sao đi. Cậu câm miệng lại đi. Cha, học sinh quốc tế cũng chảnh quá ha. Được rồi, kể nó đi mà. Đi du học nước ngoài thì tưởng ngầu lắm hả? Ê, chúng tôi mới cá với nhau, coi tại sao cậu lại quay về. Tôi dám cá, cậu vừa mới tới nước ngoài sẽ thành người nước ngoài. Không cần ai nói, chắc cậu ấy cũng tự coi mình là người nước ngoài rồi. Sau đó lại về Trung Quốc coi như du học lần nữa, có phải không? Cậu ấy nghiện du học rồi. Nè, cậu muốn gì hả? Ê, muốn gì? Sao? Đừng đánh nữa. 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 Cậu dừng tay lại đi. Như vậy mà. Thôi đi. Tiểu Vũ, đừng có chạy. Ê, Tiểu Vũ, sao cậu lại chạy ra đây vậy? Đi, tụi mình về nhà đi. Không sao, mình chỉ ngồi nghỉ chút thôi. Cậu có đau không? Nếu không mình đưa cậu đi bệnh viện nha. Có cần vậy không hả? Mình là ai chứ? Trương Tiểu Vũ dạng năng,
cái gì mà mình chưa gặp qua chứ. Tiểu Vũ, nếu mà trong lòng cậu có gì không vui thì cậu tâm sự với mình đi, cậu đừng có để trong lòng nữa. Mình có cảm thấy khó chịu gì đâu. Nhưng mà mình nhìn cậu y như là hết sức sống vậy. Cậu mới đi một chuyến thì đã không coi tụi mình là bạn tốt nữa rồi. Ba mình kể mình nghe câu chuyện của cậu rồi. Ôi trời, mình đâu có để trong lòng. Chẳng qua cùng lắm đó chỉ là một chuyến du lịch thôi, chuyện nhỏ mà. Mình nói cho cậu nghe, cậu đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu thử nghĩ xem, sau khi mà cậu sang Úc, chú Lượng Trung chỉ biết cậu ở bên đó lén lúc đi làm, nhưng mà chú ấy không biết cậu đi làm phải chịu bao nhiêu cực khổ, cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì mà tại sao cậu phải tìm việc làm. Sau đó thì khó khăn lắm cậu mới trở về đây được, còn lại bị bạn bè chọc ghẹo nữa. Mình chỉ muốn dạy dỗ mấy thằng nhóc đó thôi. Nè, mình đang nói là ba của cậu đó. Cậu coi, vừa nghe cậu trở về đây thôi mà chú Lượng Trung đã tức giận tới nỗi phải phẫu thuật mắt kìa. Bây giờ cậu lại đánh nhau ở trong trường nữa. Cậu nói nếu mà ba của cậu biết được thì mắt của chú ấy. Ba mình sinh ra đứa như mình thì đúng là xui xẻo. Nếu mà vì chuyện này ba phải tới gặp cô chủ nhiệm, có phải là ba sẽ mù luôn không? Chuyện này đừng để ba con biết. Sao vậy lại biết chuyện này? Cô Cao gọi điện tới, điện thoại ba con để ở nhà, dì đã bắt máy. Có phải dì muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi không? Tiểu Vũ, con nghĩ con là ai chứ? Dì có làm mấy chuyện như vậy hay không? Vậy dì muốn làm gì? Dì không muốn làm gì cả. Dì chỉ thấy ba con rất chất giả, chỉ muốn ba con sống thêm mấy năm. Có thể giấu ba được không? Gây ra hậu quả lớn như vậy. Chắc chắn nhà trường sẽ đuổi học đó. Dì đi xin lỗi phụ huynh học sinh giùm con nha. Muốn bồi thường bao nhiêu thì dì bồi thường cho. Dì đi. Nhà trường á, phải cho tôi lời giải thích. Nhìn con trai của tôi đây nè, gãy cả sống mũi luôn rồi. Cô Cao à, nhìn thử con trai của tôi đây nè, đánh tới mắt con tôi như vậy, giờ phải làm sao đi? Chúng tôi biết mà, mọi người bình tĩnh đi. Đánh sưng cả miệng luôn rồi, nè con nhìn coi, răng cũng gãy luôn mấy cái rồi. Mọi người bình tĩnh đi. Đó là vô côn sao? Các vị phụ huynh nào bình tĩnh đi. Mặc dù chuyện này không phải là Tiểu Vũ nhà tôi chủ động kiếm chuyện, nhưng mà thấy con các vị cũng đã bị thương, tôi và chồng tôi đều đồng ý chịu trách nhiệm. Tất cả tiền bạc và thuốc men chúng tôi đồng ý chi trả. Chúng tôi rất chân thành xin lỗi quý vị phụ huynh học sinh. Tôi xin lỗi mọi người. Xin lỗi là được hả? Hả? Xin lỗi cái là xong chuyện hả? Ý mình có tiền ăn hiếp người ta phải không? Đúng vậy đó. Chúng tôi không có thiếu tiền, tôi nói cô nghe nha. Đúng rồi. Phải xử lý nghiêm ngặt, phải đuổi học đó. Đúng rồi đó. Đuổi học nó đi chứ. Phải đuổi học, nhất định phải đuổi học. Phải đuổi học nó mới được. Phải đuổi học rồi. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi. Chuyện lần này không phải là lỗi của một mình Tiểu Vũ. Tôi nghĩ là chuyện lần này tất cả học sinh đứng trong căn phòng này đều có trách nhiệm hết. Hả? Chúng tôi có trách nhiệm sao? Chúng tôi có trách nhiệm gì hả? Cô nói chuyện, cô nói cho rõ ràng nha. Chúng tôi có trách nhiệm gì vậy? Chẳng qua cô á là gia đình có tiền thì có thể đánh người ta hay sao chứ? Cô là ai? Cô tưởng cô là ai rồi đó? Kêu bạn sao tới đây? Được rồi, được rồi. Các vị phụ huynh đừng cãi nhau nữa, nghe tôi nói đã. Các vị phụ huynh, ở đây là nhà trường, có chuyện gì đi nữa chúng ta có thể bàn bạc giải quyết mà. Vậy mà gọi là bàn bạc? Bàn bạc cái gì chứ? Tôi chính là phụ huynh của Trương Tiểu Vũ. Tôi là vợ của ba Tiểu Vũ, mẹ kế của Trương Tiểu Vũ. Tại sao tôi không được chịu trách nhiệm hả? Muốn làm lớn chuyện phải không? Được thôi, bây giờ chúng ta tới sở cảnh sát báo án điều tra, kiếm học sinh trong lớp làm chứng đi. Thử coi ai là người kiếm chuyện trước, ai là người cầm ghế đánh người trước. Mẹ của Trương Tiểu Vũ đã qua đời rồi, sức khỏe của ba nó không tốt. Bây giờ tôi quyết định hết mọi chuyện trong nhà. Mấy người nghĩ tôi trẻ không biết suy nghĩ phải không? Đúng, tôi còn rất trẻ. Nhưng mà tôi biết được một thứ, tôi là mẹ của Trương Tiểu Vũ, nó là con của tôi, không ai được phép ăn hiếp nó cả. Tiểu Vũ, Trương Tiểu Vũ, Trương Tiểu Vũ, đứng yên. Liêu Tina, sao dì lại đứng trước mặt mọi người gọi con là con trai của dì chứ?
Vì lớn hơn con được bao nhiêu tuổi làm con xấu hổ quá. Nhiều người như vậy sau này con không dám nhìn ai luôn. Trương Tiểu Vũ, con có từng nghĩ tới nếu hôm nay không có gì thì hậu quả của con là gì hay không? Cho nên con mới tha cho dì đó. Tối nay con muốn ăn món gì, dì sẽ làm cho ăn. Dì cũng được. Được rồi, mau vào lớp học đi. Con nít ranh. Không đói sao? Hả? À, buổi sáng phải ăn nhiều chút chứ. Còn buổi trưa thì phải ăn ít lại. Đó đó. Lại để quên đồ sao? Hả? À, gì vậy?